viên của trang tài liệu thi viên chức giáo dục, trang tài liệu thi công chức viên chức. Và xin mời các em đang ở trên mạng, chúng ta cùng vào trang để thầy trao đổi, cập nhật các cái thông tin về các kỳ thi viên chức của các địa phương. Và xin mời tất cả các em. Và thì chúng ta biết cái thông tin mới nhất mà hôm nay thầy nhận được là liên quan đến thông tin kỳ thi của các bạn Bình Định. Và Bình Định đã trở lại sau đúng là tròn một năm và thông báo tuyển dụng viên chức, và đã có hôm nay thầy đã nhận được giới hạn của các bạn, và họ đã gửi cho từng trường ở Bình Định với các nội dung thi của luật viên chức 2010, rồi luật giáo dục sửa đổi 2019, rồi nghị quyết số 29, và có 3 văn bản như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ. Ngoài ra thì chúng ta thấy cập nhật với kỳ thi hiện nay thì chúng ta thấy rất là rõ, với các bạn ở Nam Định thì sẽ thi vào ngày 14 tháng 6 tới, và ngày chủ nhật tới sẽ thi vòng 1. Thế còn với các bạn ở Hải Dương thì sẽ thi vào ngày 16 tháng 6, các bạn thi vòng 2, và với nội dung về kiến thức pháp luật thì thầy cũng đang hướng dẫn cho các bạn ôn tập ở vòng 2 ở Hải Dương. Và với nội dung các văn bản cho khối mầm non thì có thông tư số 26, rồi văn bản hợp nhất số 01/2017 về ban hành chương trình mầm non. Còn với các bạn tiểu học và trung học cơ sở thì ở Hải Dương thi với văn bản thông tư số 32 ban hành chương trình giáo dục phổ thông, và thông tư số 20 quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở phổ thông. Và cấu trúc của các bạn Hải Dương vòng 2 thì chúng ta thấy có 55 điểm trên 100 điểm, ở đây chiếm là tỷ lệ tối đa quyết định sự thành bại trong kỳ thi, đúng không ạ? Thì đến thời điểm này thầy đã ôn toàn bộ các nội dung theo giới hạn của Hải Dương, và với các bộ đề, các bài giảng. Và thì các bạn làm học với các bạn ở Hải Dương thì thi với hình thức tự luận thì rất là ok. Thế còn với các bạn ở Nam Định thì thầy đã ôn theo 9 văn bản của Nam Định, và các bạn đã làm các bộ đề trắc nghiệm theo từng văn bản, 9 văn bản đó, và cũng như là làm các bộ đề 60 câu của đề trộn như khi các em thi thật. Và thì đấy là thầy cập nhật các cái thông tin. Ngoài ra thì thầy còn dạy các lớp ôn thi viên chức ở Bắc Linh. Các bạn Bắc Linh đăng ký từ đầu tháng 6, 1 tháng 6 vừa qua, ngay khi Bắc Linh có giới hạn, và bây giờ hơn 300 bạn đã đăng ký học rồi. Bên cạnh đó các lớp các bạn ở Bình Dương thì cũng đã đăng ký. Các bạn Bình Dương thì sang tháng 7 thi. Các bạn thi hình thức phỏng vấn vòng vòng 2, thì vòng 1 là các bạn xét tuyển. Đó thì các bạn rất là tích cực học với hình thức phỏng vấn. Với hình thức phỏng vấn thì ngoài ra bên ở Bình Dương thì còn có các bạn ở Sơn La, ở Thanh Hóa cũng thi hình thức phỏng vấn. Rồi các bạn ngoài ra thì có các bạn ở Hòa Bình, các bạn cũng ôn thi vòng 2 với hình thức là thi trắc nghiệm. Và thì thầy cũng muốn trao đổi cập nhật thông tin với các em, và để chúng ta thấy là kỳ thi của các địa phương sắp tới diễn ra rất nhiều. Và ngoài ra có các địa phương như ở Phú Thọ cũng có kỳ thi, và chúng ta thấy rất nhiều chỉ tiêu của các địa phương là tới, mà các em có hoàn toàn có cơ hội để chúng ta đăng ký dự thi các em nhé. Và các em có mong muốn nhu cầu đăng ký khóa học trực tiếp hoặc là lớp online với hình thức thi trắc nghiệm của các địa phương, hoặc là với các địa phương thi xét tuyển vòng 2, thi tự luận hoặc là thi phỏng vấn, thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Bên cạnh các kỳ thi viên chức giáo dục thì cũng có kỳ thi thăng hạng viên chức giáo dục, thì thầy đang hướng dẫn cho các bạn ở Hà Nội vào 21 tháng 6 này tới sẽ thi kỳ thi thăng hạng. Và thì cũng chia sẻ với các em, không biết là các em ở những địa phương nào có nhu cầu đăng ký học, hoặc là các em có những câu hỏi liên quan đến kỳ thi, đến nội dung ôn tập, và thì các em có thể đặt câu hỏi cho thầy, hoặc là đặt những câu hỏi liên quan đến pháp luật viên chức, sau đó có phần về chế độ tập sự, về hợp đồng đối viên chức, và tiền lương đối viên chức, thì em có thể đặt câu hỏi, thầy sẽ giải đáp hỗ trợ kịp thời cho các em. Và xin mời các em có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên video này các em nhé. Và ngoài ra thì các em có thể tìm hiểu các khóa học của thầy trên kênh YouTube Phan Hiệp Đoàn của thầy, và kênh chia sẻ các video bài giảng cho các kỳ thi viên chức nói chung, trong đó có viên chức giáo dục, rồi viên chức y tế, viên chức các ngành khác. Và bên cạnh dạy viên chức giáo dục của các địa phương thì thầy còn đang dạy cho các bạn ôn thi viên chức y tế Hà Nội, và vừa rồi ngoài ra thì có viên chức y tế ở Lào Cai và Bắc Giang. Đó là các kỳ thi và đã thi, và còn Hà Nội thì sắp tới thi rồi, và sang tuần thì sẽ với các kỳ thi viên chức y tế Hà Nội thì sẽ có giới hạn và kế hoạch chi tiết triển khai các cái vòng thi mà cho các bạn. Thì không biết là các bạn đang theo dõi trên trang của thầy, thì không biết là các em có những câu hỏi gì không, đặt ra
các câu hỏi liên quan đến kỳ thi, nội dung ôn tập. Đó, như thầy đã cập nhật như thông tin vừa rồi, thầy đã trao đổi với các em và các em có thể gửi câu hỏi cho thầy để sẽ giải đáp và hỗ trợ kịp thời cho các em nhé. Đó, thì chúng ta thấy với những hình thức thi của các địa phương, hình thức thi trắc nghiệm thì chúng ta sẽ có 60 câu, đúng không ạ, làm 60 phút, đúng không ạ, chúng ta làm 60 phút và yêu cầu đặt ra là chúng ta phải qua được 30 câu. Và ngoài ra với các địa phương mà hình thức thi tự luận hoặc là thi viết thì chúng ta thấy với tự luận thì sẽ từng địa phương thường là đề thi sẽ là 180 phút, các địa phương thì 150 phút chúng ta làm. Và hình thức thường cấu trúc là sẽ có hai câu câu luật và một câu tình huống sư phạm. Còn với hình thức thi phỏng vấn thì chúng ta thấy là chúng ta phỏng vấn trong các câu hỏi là cũng có 3 câu, trong đó 2 câu về luật và cho trả lời là 30 phút. Và thì tất cả những cái dạng thức thi trắc nghiệm hay là tự luận hay phỏng vấn thì các em đăng ký qua khóa học thầy thì học theo khung bổ đề rất là rõ, theo đúng giới hạn của các địa phương ban hành. Và thì hàng loạt các địa phương như thầy nhắc lại, các địa phương mà thi trắc nghiệm thì thầy đang hướng dẫn cho các bạn Nam Định ngày 4 tháng 6 thi. Tiếp theo thì có các bạn ở Đà Nẵng, Cẩm Lệ cũng đăng ký học với hình thức thi trắc nghiệm. Rồi các bạn ở Bắc Ninh thì chúng ta đã có kế hoạch nói rất rõ là thi trắc nghiệm vòng 1 và thì chia sẻ với các em. Còn các bạn ở Hòa Bình thì một số địa phương thì vòng 1 cũng thi trắc nghiệm. Đó. Đấy, thì với hình thức thi trắc nghiệm chúng ta thấy rất nhiều địa phương lựa chọn. Thế còn với hình thức thi tự luận thì chia sẻ với các em thì có các bạn ở Hải Dương và một thi trắc nghiệm vòng 2 hoặc thi tự luận về luật. Đấy, cấu trúc là chiếm 55 điểm trên 100 điểm. Rồi các bạn ở Hòa Bình cũng thế và cũng thi vòng 1 thì trắc nghiệm, vòng 2 là thi tự luận. Đó, thì với hình thức thi tự luận. Ngoài ra thì còn có các bạn ở Kon Tum, ở Kon Tum có địa phương thi phỏng vấn, có địa phương này thi tự luận. Đó, vì họ chia ra huyện. Rồi các bạn ở Đắk Lắk cũng vậy, đấy là hình thức thi kết hợp. Đấy, thì từng địa phương. Và còn với hình thức phỏng vấn hiện nay thì thầy đang dạy cho các bạn ở Thanh Hóa là hình thức tự luận. Ở Kon Tum một số huyện cũng thi phỏng vấn. Và các bạn ở Bình Dương thì thi phỏng vấn rất là rõ và có giới hạn rồi. Rồi các bạn ở Sơn La cũng thế. Để chia sẻ cho các em để chúng ta biết là tình hình của các địa phương chúng ta thi với hình thức thi khác nhau. Với hình thức trắc nghiệm thì là ở vòng 1 rồi, đúng không? Còn vòng 2 là qua hai hình thức với luật là thi tự luận hoặc là thi phỏng vấn các em nhá. Đó, thì các em có nhu cầu đăng ký khóa học hay hỏi các thông tin về khóa học của thầy thì các em có thể nhắn tin hỏi. Khóa học của thầy thì vòng 1 kinh phí chọn gói hết cả vòng ấy là 900.000. Kinh phí vòng 2 thì cũng chọn gói học hết chọn đến khi em thi là 900.000. Đấy là em đăng ký một mình. Thế còn các em đăng ký từ 2 đến 4 người thì vòng 1 và vòng 2 cũng vậy thôi. Thì là đều là giảm 30% học phí, có nghĩa là các em chỉ đóng 630.000 một vòng. Thế còn từ 5 bạn trở lên em đăng ký cùng nhau thì thầy sẽ giảm 50% học phí. Có nghĩa là mỗi vòng các em chỉ đóng là 450.000 một người. Rất là thuận tiện, ta học đến tận khi thi thôi. Họ online là thấy rất là tiện dụng, đúng không ạ? Nó tiện lợi lắm. Nó chúng ta thấy trên một cái trang nhóm riêng của thầy tạo ra, khi em đăng ký chuyển khoản cho thầy sẽ cấp quyền em vào lớp. Các em học khai thác các video bài giảng, các bộ đề thầy đã ghi rất rõ từng phần một về các nội dung bài giảng như thế nào, từ điều bao nhiêu, luật nào, các thứ, chữa bộ đề hay học từ khóa đầy đủ hết. Đầy đủ theo đúng giới hạn và học xong thì thầy giảng xong thì video lưu lại. Các em học bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu khi có thời gian. Đó, nó không. Thế còn cái giờ giảng nó chỉ là giờ thầy cố định thầy nên giảng cho các em, đúng không? Còn các em có thời gian thì chúng ta có thể tương tác được giờ đó là tốt, còn không thì chúng ta học đi học lại nhiều lần, học tái học hồi chúng ta chưa rõ thì chúng ta cày đi cày lại, đúng không? Chúng ta làm bộ đề nó rất là tiện lợi cho các em, để chúng ta đặc biệt các em bận rộn công việc cơ quan, công việc gia đình đó, chúng ta học bất cứ lúc nào. Đấy, không như học truyền thống, chúng ta đến học khung giờ đấy, đến thầy dạy mà chúng ta không ghi chép được gì là quên luôn. Thế còn này chúng ta chỉ rất là dễ dàng, chúng ta giờ bật điều hòa lên và làm nhâm nhi cà phê, chúng ta ngồi chúng ta nghe đi nghe lại, mở đoạn nào video nào thầy ghi thậm chí từng ngày học, giờ học rất là cụ thể, nội dung bài học rất tiện lợi cho các em. Và các em bất cứ ở đâu trên đất nước này đều học được, chứ không phải là phải gặp trường trực tiếp thầy, đúng không? Thầy sẽ giảng theo đúng các cái giờ giảng một cố định, rồi sau đó lưu lại thì em thời gian học đi học lại nhiều lần, và đấy ở đâu cũng học được, đó giờ nào cũng học được, quan trọng em bố trí thời gian đó vào sau thì chúng ta sẽ vất vả hơn, mà trước là chúng ta phải cày lại những gì mà đã dạy thôi. Còn thầy chia sẻ, nếu chúng ta đã xác định đi thi chúng ta lên học, mà lên học trước về kinh phí học trước học sau thì đều kinh phí như nhau cả,
thì chúng ta đều được cái khai thác cái các khối bài giảng, cái tài nguyên trong lớp như vậy, đúng không? Đó thì chúng ta vào trước thì chúng ta có nhiều thời gian hơn, chúng ta đỡ bị cập dập. Thế còn các bạn vào sau thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn học. Là trước các bạn mà học vào trước thì một ngày học 1 tiếng, bây giờ chúng ta phải tăng tốc lên 3 tiếng 4 tiếng một ngày, đấy là như vậy thôi. Đó, còn chúng ta cùng được hưởng thụ khai thác tài nguyên đó rất là tiện lợi cho các em. Đó thì các em có mong muốn nhu cầu quan khi học, đặc biệt là các bạn ở Bắc Linh, chúng ta là 30 tháng 6 này sẽ kết thúc vận nhận phiếu đăng ký, sau đó thì đầu tháng 7 sẽ có kế hoạch cụ thể cho các em, đúng không ạ? Ở trong kế hoạch thì nêu rất rõ rồi, vòng 1 thi trắc nghiệm rồi, 3 môn rồi, đúng không? Đấy, thấy là kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học, đúng không? Đấy, còn giả sử có 2 môn thì thi trên máy thì cũng không thể bỏ được cái phần kiến thức chung, nói chung là mặc định rồi, đúng không? Chỉ bỏ cái trường hợp mà thi trên máy thì sẽ không thi tin học thôi, em nhá. Đấy, các bạn ở Bình Dương nữa, các bạn Bình Dương thì chúng ta thấy là chúng ta sang đầu tháng 7 là chúng ta thi rồi. Đó thì các em có mong muốn học là phỏng vấn thì thầy có các bộ đề chúng ta học nó rất là dễ, chúng ta phải rèn cả nhớ giúp em nhớ các kiến thức, cách thức, cách trả lời như thế nào rất là quan trọng, trả lời nó thuyết phục ấn tượng với thầy cô trong ban giám khảo để quyết định cái sự thành bại trong một buổi phỏng vấn, đúng không, mang lại hiệu quả cho các em. Đó, chúng ta thấy không phải chỉ vào trình bày đơn thuần đâu, đúng không? Chúng ta phải biết liên hệ, biết những ví dụ rồi có những cái thái độ thật là tốt với thầy cô, đúng không? Để ta gây ấn tượng, chúng ta đạt được điểm cao, đấy quan trọng lắm. Mà nó đều phải có mẹo và có kinh nghiệm, thì thầy là người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ôn luyện cho các đối tượng cán bộ công chức, viên chức ở địa phương, đúng không ạ? Thấy rất là rõ và chỉ ra cho các em những cách thức rất là làm sao gây được ấn tượng với ban giám khảo, cách thức trả lời nó ngắn gọn, xúc tích, thuyết phục nhất, đúng không ạ? Rồi với hình thức thi tự luận cũng vậy thôi, chúng ta thấy rất rõ, đúng không ạ? Chúng ta cách viết phải theo hành văn phong hành chính để có cấu trúc mở bài, thân bài, kết bài, không phải chúng ta viết đơn thuần khi trình bày và chúng ta viết những nội dung luật là chúng ta đưa cả điểm A, điểm B 1, 2, nó đơn thuần như thế thì không thuyết phục được, đúng không? Cách viết như thế nào, dẫn dắt như nào để phù hợp với một bài thi tự luận môn luật với các em, đó thì chúng ta thấy đều phải có được hướng dẫn. Vui thì chúng ta thấy rõ ràng là không ai giỏi tất cả, đúng không ạ? Thấy là để chúng ta đi nhanh, đi chắc, đi vững thì chắc chắn cần có những người thầy hỗ trợ giúp cho các em, giúp các em yên tâm hơn, chúng ta biết được cái nào đúng, cái nào chưa đúng, cái nào làm tốt, cái nào sẽ làm tốt hơn, đúng không ạ? Đấy, quá tuyệt vời, thấy với một cái kinh phí rất là phù hợp, đúng không? Đảm bảo cho em với cái phí thầy đưa ra như vậy, nếu các em đăng ký một mình là 900.000, đăng ký theo nhóm bạn 2 đến 4 người cùng học với nhau là giảm 30%, nghĩa là có 630.000, 5 người trở lên thì còn giảm 50%, đúng không? Còn 450.000, thầy nghĩ là nó là một cái xứng đáng cho những cái gì mà em được thừa hưởng, rồi được học những nội dung nó đúng nhất, chuẩn nhất, được thầy hướng dẫn, đúng không ạ? Thầy những nội dung để chúng ta đảm bảo thi đỗ trong các kỳ thi viên chức. Đấy, thì đến thời điểm này tất cả các bạn học thầy đều đỗ cả, đúng không ạ? Và đỗ cao đằng khác, đấy, các bạn để thấy tất cả các bạn đã tham dự cả thi tự luận, thi phỏng vấn, thi trắc nghiệm. Đó là thầy trắc nghiệm thì ta thấy vừa rồi hàng loạt các bạn thi ở Hà Nội, ở Vĩnh Phúc, ở Hải Dương năm vừa rồi, năm 2020 thì các bạn điểm rất là cao luôn, và một số bạn Vĩnh Phúc bảo thầy như trong ban ra đề vì đề của thầy nó đúng từng câu từng chữ trong bộ đề của Vĩnh Phúc. Và nhưng mà đấy là quan điểm của thầy, thầy không nhận điều đấy vì thực ra quan điểm thầy, thầy làm việc nó rất là nghiêm túc, rất là kỹ, rất sát những cái nội dung theo giới hạn của từng địa phương, đúng không ạ? Và luôn có trách nhiệm với em, dạy đến em ngày thi thì thôi. Đó, như các bạn Nam Định 14 tháng 6 thì thầy vẫn lịch dạy đến tận ngày mai, ngày thứ bảy trước khi ngày kia các bạn thi. Tương tự các bạn ở Hải Dương cũng thế, thầy dạy tận 15, 16 các bạn thi. Đó thì chúng ta làm một công việc gì thầy nghĩ để đạt kết quả, chúng ta phải có trách nhiệm với nhau. Đó thì thầy khi đã nhận dạy các em thì phải có trách nhiệm, và các em khi đã mất đồng tiền học rồi chúng ta phải biết sót, chịu khó học, phải cày. Thầy có giảng hay đến mấy, hiểu dễ mấy mà chúng ta không dành thời gian học thì rất là khó. Chúng ta thấy đó là chúng ta đã gặp một người thầy tốt, hướng dẫn kỹ cho các em rồi, đúng trọng tâm, đúng nội dung, biết cách học, nhớ các từ khóa, biết cách viết với các môn học, chúng ta thấy đúng không ạ? Tự luận, hoặc là các ý, các cách trình bày với môn phỏng vấn, đúng không? Rồi các từ khóa với các cái dạng thi trắc nghiệm, nhưng mà chúng ta không dành thời gian học thì rất là khó, đúng không? Đấy, mà thì tôi nghĩ rằng là chúng ta khi chúng ta dành thời gian và đầu tư một cái khoản tiền để cho việc học thì chúng ta phải biết sót, chúng ta phải học, có động lực để chúng ta quyết tâm học thì mới đạt được kết quả. Thế còn chúng ta mà cứ lười biếng thì chắc là rất là khó. Trên con đường thành công thì không có dấu chân của cường kẻ lười biếng rồi, đúng không? Gọi là
đổ mồ hôi sôi nước mắt còn chưa ăn thua gì cả, và chúng ta nhiều bạn cái tư duy là đi thi là thôi cứ mua một bộ đề trên mạng, chả biết người trên mạng họ bán hay chả biết họ có kiến thức như thế nào cả, đúng không ạ? Đấy, phó mặc cả kỳ thi cả cuộc đời mình quan trọng như thế, đúng không? Ta trở thành viên chức, đúng không? Mong muốn ao ước đúng không? Cái sự gắn bó lâu dài đóng góp cho nền giáo dục mà chúng ta cả một cái sự nghiệp như vậy mà chúng ta lại đi phó thác, mà chúng ta thờ ơ hoặc là chúng ta cảm thấy đánh giá nó rất là nhiều. Bạn thầy thấy là chúng ta là những giáo viên thật, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại nhận thức cái đấy nó không đúng đắn, và tôi thấy là mà những người đấy thầy quan sát chung thì đều sau này đều là không thành công cả, báo lại thầy bảo giá như giá mà em học, thực ra là cuộc đời đấy là chết rồi, đúng không? Nó chỉ hơn nhau cái giá như giá mà thôi, đúng không? Nó thay đổi thăng trang cuộc đời nở hoa bê tắc đó. Thì chia sẻ với em đây không phải nói để dụ các em học, vì chúng ta thấy các em vượt học đó là tốt cho các em, cả một kỳ thi chúng ta thấy, đúng không? Nói về ngoài thế giới ngầm, thế giới đen thế, người ta phải chạy bao nhiêu triệu để được vào cái vị trí viên chức. Ở đây chúng ta chỉ học mấy trăm nghìn để chúng ta thi, để có cơ hội để thi đỗ, đúng không? Và thầy đốc thúc em học để học cái gì đúng chúng để chúng ta thi đỗ, đúng không? Điều đấy là tốt chứ ạ, ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Còn chúng ta cứ mông lung học không biết ở đâu cả, rồi chúng ta đến ngày thi vòng 1 chưa đâu ở đâu, vòng 2 lại mông lung như một trò đùa, ta thấy là rồi cuối cùng không đạt một cái gì cả. Đấy, quan điểm của thầy đã làm một cái gì làm nghiêm túc, chúng ta phải có kế hoạch và chúng ta làm để đạt được, đúng không? Ta nhớn cả rồi. Đấy, 18 tuổi trở lên là chúng ta phải chịu trách nhiệm chính bản thân chúng ta rồi, và chúng ta phải làm gì đó để đó là niềm tự hào của cha mẹ chúng ta, đúng không? Đấy, chúng ta cứ tham gia kỳ thi như một cái trò đùa, một trò chơi, thì kết quả người ta nhận lại nó chỉ là trời cho trò chơi thôi. Chúng ta thấy chúng ta rất là khó để khẳng định được, đúng không? Chúng ta mãi là một người thua cuộc trong các cuộc thi. Đấy, thì chúng ta cần xác định một cái tâm thế rõ ràng. Đấy, thầy rất muốn qua đây truyền tải các em, nếu thực sự các em có mong muốn học thi thì chúng ta nên học, đúng không? Học để làm sao chúng ta hiểu. Nên tại sao giờ các kỳ thi, tại sao họ, em thấy họ đều có ý đồ cả, tại sao các cơ quan thẩm quyền hoặc ban hành cơ quan tuyển dụng họ đều có quy định thi về luật là như vậy, để chúng ta hiểu biết pháp luật, nắm được các quyền nghĩa vụ chức trách nhiệm vụ của mình đối với viên chức. Ta trở thành viên chức, ta trở viên chức nó khác hẳn với khi chúng ta chỉ là giáo viên hợp đồng theo nghị định 68, đúng không? Đấy, chúng ta thấy theo hợp đồng lao động, đấy hợp đồng lao động ta trở thành viên chức, chúng ta là hợp đồng làm việc rồi, chức trách nhiệm vụ quyền hạn chúng ta khác hẳn, đúng không ạ? Chúng ta phải chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, rồi thực hiện thi hoạt động nghề nghiệp của mình nó đúng, nó là lúc đó chúng ta là bộ mặt thực sự của nhà trường, đúng không? Ta thấy rất là rõ. Thì tại sao chúng ta phải học luật để hiểu như vậy? Hiểu không phải thì học luật để chỉ là thi cho nó qua, đúng không? Mà học luật chúng ta để biết là sau này chúng ta trở thành viên chức, chúng ta thực hiện đúng các chức trách nhiệm vụ đó, thực hiện đúng các nghĩa vụ của chúng ta, và chúng ta biết được chúng ta có quyền gì. Cái đấy rất là quan trọng, đúng không? Ta thấy là như vậy nó hơn cả một kỳ thi. Đó là chúng ta khi học được những kiến thức pháp luật, chúng ta ngay trong cuộc sống chúng ta sống tốt hơn, đúng không? Chúng có trách nhiệm hơn với gia đình, với cơ quan, với xã hội, đúng không? Bạn thấy cuộc đời nó chỉ chết vì sự không thiếu hiểu biết, đúng không? Đúng không? Bạn thấy không có những kiến thức luật, chúng ta thấy là sống học tập theo hiến pháp và pháp luật mà. Đấy, chúng ta thấy ra đường mà chúng ta không biết về luật gì cả, chúng ta thấy là công an nhiều khi thổi đã không biết là cái đấy là không biết mình đúng hay sai nữa, đúng không? Hay mức phạt thì đúng hay không? Trong hai thì đấy chúng ta thấy vậy thôi. Thì trong thi hoạt động nghề nghiệp của mình, vậy sau này chúng ta không biết là những cái gì là đúng. Liệu khi hết hợp đồng chúng ta được ký hay không, đúng không? Ta mông lung hay là phụ thuộc vào hiệu trưởng hay như thế nào? Đấy, nhiều người vẫn còn mơ hồ cái việc đấy, đúng không? Chúng ta thấy là chúng ta đã đỗ là viên chức rồi, nó khác hẳn với người chỉ là hợp đồng lao động, đúng không? Đấy, chúng ta được thực hiện những quyền của chúng ta khi hết hợp đồng, chúng ta không vi phạm gì cả thì nghiễm nhiên là gì? Người đứng đầu là phải ký hợp đồng chúng ta, còn không họ không ký, họ một lý do nào đó thì chắc chắn là họ, chúng ta hoàn toàn khởi kiện lại nó, họ vi phạm thậm chí họ bị xử lý kỷ luật, thậm chí là bị đi tù từ 3 đến 7 năm. Pháp luật luôn bảo vệ chúng ta, đó là thấy là sự khẳng định rất là rõ. Rồi con đường thăng tiến chức nghiệp của chúng ta, đúng không? Chúng ta vào làm giáo viên không chức vụ quản lý, rồi sau thời gian thì chúng ta lên chức vụ quản lý như là tổ trưởng, tổ phó, tổ chuyên môn, đúng không? Ta thấy những cái công việc rồi hiệu trưởng, hiệu phó, cái việc đó là một con đường xa của chúng ta. Hơn nữa là chúng ta khẳng định ở tiếng nói vị trí chúng ta trong cơ quan, trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy, mà hai ba nữa là cái tâm thái không tha. Thế chúng ta là chỉ là giáo viên hợp đồng thì chúng ta thấy chúng ta bị cắt biệt bất cứ lúc nào, vì nếu đơn vị công lập họ đã ổn định vị trí viên chức rồi, mà chủ trương chung theo nghị quyết 08 của Đảng thì là chúng ta dần sẽ không sử dụng hợp đồng lao động nữa, đúng không? Với giáo viên mà dần dần ổn định đội ngũ viên chức, đúng không? Thì tôi thấy là đó lý do tại sao thấy bây giờ hàng loạt các kỳ thi đã diễn ra là như vậy, đúng không? Đấy, được ổn định là cho mục tiêu để xây dựng tiền lương theo vị trí việc làm trong 21 và lộ trình để tăng lương cho đội ngũ nhà giáo, đúng không?
Đấy, thì chúng ta thấy chúng ta phải xác định nhận thức cái động cơ như vậy, rõ ràng như vậy em nhé. Thì thầy rất mong em hiểu được đó, chúng ta có một cái tâm thế rõ ràng cho các kỳ thi. Đấy, chúng ta hoàn thiện đầu tiên là khi nắm bắt các thông tin tuyển dụng của các địa phương thì chúng ta hoàn thiện các hồ sơ, các giấy tờ theo đúng quy định, rồi chúng ta văn bằng chứng chỉ đấy đúng không, để tránh những sai ngữ tin học đúng không? Chúng ta nếu hoàn thiện rồi văn bằng nữa đúng không? Đấy, chúng ta chỉ được thi thi khi mà chúng ta có văn bằng thôi, còn giấy chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời thì họ không được chấp nhận. Chúng ta thấy trong điều 22 của luật viên chức quy định rõ rồi, chúng ta phải biết điều đấy đúng không? Đấy, rồi chúng ta dự thi thì bám sát vào cái thông báo đó. Nếu chúng ta thi hình thức thi tuyển thì chúng ta vòng một chúng ta thi trắc nghiệm. Đấy, trắc nghiệm 3 môn thì địa phương thi giấy, còn 2 môn thì chúng ta thi với địa phương thi trên máy đúng không? Đó là môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn tin học. Đấy, còn với trên máy thì chỉ có 2 môn là môn ngoại ngữ và môn kiến chung thôi. Đấy. Thì vòng 2 thì các địa phương đó họ sẽ có thể là thi giảng, thi tự luận hoặc thi phỏng vấn. Thế còn với các địa phương chọn xét tuyển chẳng hạn thì vòng 1 sẽ là xét hồ sơ, vòng 2 thì có thể thi giảng, thi phỏng vấn hoặc là thi tự luận. Đó thì những nội dung mà có phần về pháp luật. Nhắn tin cho thầy đăng ký các khóa học đó, như hàng loạt là thầy đang mở ở đây với các lớp ôn thi hình thức trắc nghiệm, thầy nhắc lại với các bạn Bắc Linh đúng không ạ? Đó thì các bạn rất là tích cực chăm chỉ học, ngay khi có thông báo tuyển dụng và biết vòng 1 là thi trắc nghiệm, các bạn đã đăng ký các khóa học của thầy rất là nhanh. Ở một số các bạn ở Hòa Bình và thi vòng 1 xong các bạn lại thi tiếp vòng 2, rồi các bạn ở Hải Dương cũng vậy, Hải Dương vòng 1 thi trắc nghiệm rồi sau đó thi vòng 2. Ở Vĩnh Phúc thì vòng 1 thi trắc nghiệm, vòng 2 thì thi giảng. Giống như Hà Nội, vòng 1 thì thi trắc nghiệm, vòng 2 thì thi giảng. Đó thì đấy là do đặc thù của mỗi địa phương. Chúng ta thấy rất rõ. Ngoài ra thì các địa phương thì thi với hình thức thi xét tuyển ấy, thì thấy là với như Bình Dương chẳng hạn thì đấy vòng 1 xét hồ sơ, vòng 2 thì thi tuyển. Đó thì thầy đang dạy các bạn ở Bình Dương. Rồi các bạn ở Thanh Hóa cũng vậy, vòng 1 thì xét tuyển. Vòng 1 là xét hồ sơ, vòng 2 thì thi tuyển. À, thì mà thi bằng hình thức phỏng vấn. Rồi các bạn Sơn La cũng vậy. Đấy, vòng 1 thì xét hồ sơ, vòng 2 thì thi phỏng vấn. Thì hàng loạt hình thức mà các lớp thì thầy đang mở. Bên cạnh đó thì mới nhất là các bạn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Hà Nội thì cũng thi vòng 1 thì thi về phần kiến thức chung, thầy đang hướng dẫn cho các bạn. Và thì thầy muốn cập nhật các thông tin cho các em về các kỳ thi. Và thông tin mới nhất mà hôm nay nắm được, thì nắm bắt được thì là Sở Nội vụ Bình Định đã có thông báo trở lại và tổ chức kỳ thi và cũng đã có giới hạn ôn tập cho các bạn. Và đặc biệt các bạn Bình Định có mong muốn đăng ký học online của thầy thì các em vui lòng nhắn tin đăng ký em nha, thầy sẽ mở lớp vào tuần tới cho các em với các nội dung ôn tập của luật viên chức 2010 đúng không ạ? Đó là và luật viên chức sửa đổi 2019, học là học những phần về quy định chung điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, 16, điều 7, 18, 19, điều 10. Chương 2 thì chúng ta sẽ học về quyền nghĩa vụ viên chức đấy, điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Còn ở chương 3 thì chúng ta sẽ học về điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 28, 29, 31, 42, 43, 44, 46. Đấy, 20 điều luôn. Đấy. Còn chưa quản lý viên chức chúng ta chỉ học điều 48 thôi. Đấy, còn về khen thưởng xử lý vi phạm ở chương 5 thì chúng ta sẽ học từ điều 51 đến điều 57. Đấy, 51, 25, 34, 56, 57 đúng không ạ? Đấy là liên quan đến luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019. Thế còn nữa là ở Bình Định có giới hạn về luật giáo dục 2019 sửa đổi thì thấy là học về những quy định chung các em nhá, từ điều 1 đến điều 22 và thấy là rõ về những quy định chung. Rồi ở chương trình chương về hệ thống giáo dục quốc dân từ điều 23 đến điều 34, và còn chương về nhà trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thì ở chương 3 điều 45, điều 47 hoặc điều 47, điều 55, 56, 57, 58, 59, 60. Còn chương nhà giáo thì các bạn Bình Định sẽ học ở điều 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79. Còn chương 5 người học thì các bạn sẽ học ở điều 80, 81, 82, 83. Đó là thấy Bình Định giảng rất rõ. Chương về chương 6 về trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục ấy thì các bạn sẽ học điều 89, 90, 92, 91, 92, 93, 94. Đấy, còn với chương 8 quản lý nước về giáo dục thì các bạn sẽ học điều 104, 105. Đấy là giới hạn của bạn Bình Định học về luật giáo dục 2019. Ngoài ra thì các bạn học nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện hóa đất nước ấy, trong thời điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì sẽ học toàn bộ nghị quyết số 29 này. Chúng ta thấy với 7 quan điểm đúng không ạ, 7 quan điểm, 6
mục tiêu cụ thể, đúng không ạ? Rồi 9 nhiệm vụ giải pháp đó, thì các bạn là bình định với nội dung ôn tập như vậy mà thầy muốn qua hôm nay trên trang tài liệu của giáo viên chức giáo dục cũng như trang tài liệu thi công chức viên chức của thầy cũng trao đổi thông báo với các em, đặc biệt là với các bạn ở Bình Định cũng như các địa phương khác em nhé, các địa phương khác như thầy nói rồi, với các bạn thi ở Bắc Linh chúng ta thi vòng 1, rồi các bạn thi ở Bình Dương các bạn vòng 2 chúng ta sẽ thi vòng vấn, Bắc Linh vòng 1 thi trắc nghiệm, thì các em có nhu cầu đăng ký hóa học thì các em nhắn tin cho thầy. Còn các bạn ở Hải Dương, các bạn ở Nam Định thì thầy đã hướng dẫn các bạn đến Nam Định 14 tháng 6 thi, các bạn Hải Dương 16 tháng 6 rồi, các bạn rất tích cực học tập. Ngoài ra thì các bạn có thể ở Thanh Hóa và các bạn Sơn La thì vẫn đang đăng ký học học của thầy. Hai địa phương này thì cũng giống như Bình Dương là thi phỏng vấn và các nội dung ôn tập thì thầy dạy theo bám sát theo đúng nội dung của giới hạn của địa phương đã đưa ra em nhé, với các cái bộ đề câu hỏi phỏng vấn, bộ đề tự luận, bộ đề trắc nghiệm dành theo đúng đặc thù của từng địa phương lựa chọn. Đó, thì em nhu cầu đăng ký hóa học thì em để nhắn tin trực tiếp cho thầy em nhé. Và với những các chính sách về học phí làm sao ưu đãi nhất để làm sao hỗ trợ tạo điều kiện cho các em tham gia khóa học, và thầy mong muốn chúng ta xác định khi đi thi thì chúng ta phải có kiến thức, có nội dung kiến thức chuẩn nhất, được hướng dẫn bài bản, rồi được học những cái mẹo, những công thức cách nhớ để chúng ta dễ dàng trả lời trong các bộ đề thi trắc nghiệm, hoặc là với hình thức thi tự luận thì các em sẽ được hướng dẫn cách viết, cách làm bài, mở bài, thân bài, kết bài, cách thức một bài làm một bài thi tự luận để đạt điểm cao như thế nào, hoặc là với các bạn thi phỏng vấn thì chúng ta thấy với cách thức chúng ta ngoài cái nội dung kiến thức mà thầy cung cấp giúp em nhớ, dễ học, đúng không ạ, dễ làm, thì chúng ta biết cách trả lời như thế nào, cái thái độ như thế nào cùng kết hợp với kiến thức để quyết định sự thành công của một bài thi phỏng vấn, thuyết phục được ban giám khảo để chúng ta vượt qua đối thủ của mình. Điều đó rất quan trọng. Đây là kỳ thi mà, chúng ta phải hơn những đối thủ nó là cái gì. Đó thì chúng ta được hướng dẫn, được kèm cặp, được chỉ dẫn, đúng không ạ? Thầy rất là rõ. Như các bạn ở Hải Dương bây giờ chẳng hạn, các bạn học thầy về viết tự luận đấy, thầy rèn cho các bạn làm bài gửi cho thầy, sửa được lỗi chính tả, được cách viết văn phong như thế nào để chúng ta đạt được được cái kết quả tốt, rèn tốc độ viết, tất cả chúng ta phải được rèn luyện, gọi là văn ôn võ luyện. Nhưng mà chúng ta gần như này thi chúng ta mới mải mốt mới học mới thì không bao giờ kịp được, không biết cách như thế nào để làm. Đó, tất cả các hình thức thi từ trắc nghiệm hay tự luận hay phỏng vấn thì thầy đều có bộ đề, và các bộ đề này đều theo giới hạn đúng giới hạn của các địa phương, chúng ta bám sát nhất chúng đúng không ạ, và làm sao để chúng ta đạt được kết quả tốt. Đó thì hôm nay thầy muốn nên chia sẻ cũng như cập nhật các thông tin mới nhất về các kỳ thi viên chức địa phương, trong đó các kỳ thi ở Bình Định em nhé, các bạn Bình Định, sắp tới là các bạn ở Quảng Nam nữa. Đấy, Quảng Nam thì một số bạn cũng đã đăng ký rồi. Đó thì Quảng Nam thì cũng xác định trong kế hoạch là giống như các bạn Bắc Linh là thi hình thức trắc nghiệm em nhé. Đó thì thầy nên xin phép cập nhật trao đổi các thông tin nhanh với các em như vậy. Có lẽ thầy xin phép kết thúc buổi trao đổi tối nay ở đây trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục cũng như trên trang tài liệu thi công chức viên chức của thầy, và rất là cảm ơn các em đã lắng nghe buổi chia sẻ của thầy hôm nay, và chúc các em luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công. Xin chào các em. Xin chào các em nhé, chúc các em may mắn, và hẹn gặp lại các em vào buổi trao đổi tới.